Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Và cuốn sách mà ngày hôm nay chúng tôi mong muốn giới thiệu tới quý vị là một cuốn sách của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Cuốn sách với tựa đề Chúng tôi một thời mũ rơm mũ cối. Cuốn sách Chúng tôi một thời mũ rơm mũ cối dày hơn 300 trang viết về cuộc sống của những cô cậu bé dưới mái nhà khu tập thể của tòa soạn báo Nhân dân với những chuyển dịch bám sát thời cuộc của một giai đoạn lịch sử không thể nào quên trong ký ức mỗi người Hà Nội và cả nước, đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tác giả của cuốn sách cũng chính là một trong số những cậu bé, cô bé có tuổi thơ gắn với báo Nhân dân và những năm tháng sơ tán chiến tranh. Ông là nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, cây bút điều tra nổi tiếng của báo Lao động một thời. Chuyện các cô, cậu bé thiếu sinh quân, anh bổ đội, bạn hàng xóm hay những niềm vui từ phong trào viết thư và cả những nỗi đau của những cái chết vì bom đạn. Từ cuộc sống dưới bom rơi đạn lạc đã hình thành một thế hệ các nhà báo giỏi về nghiệp vụ, hết mình cống hiến cho sự nghiệp báo chí nước nhà. Thưa quý vị, cuốn sách Chúng tôi một thời mũ rơm mũ cối là một bài ca về tình yêu cuộc sống. Tình yêu của những người cha, người mẹ, của người hàng xóm, của các mối quan hệ trong xã hội được thu nhỏ nhưng lại trải rộng mênh mông là lòng từ ái và phương pháp giáo dục con bằng thiện lương, bằng sự chia sẻ. Những bài học cuộc sống từ thực tiễn, từ lòng từ ái, đoàn kết, hồn nhiên và không vụ lợi là lời giải về sức mạnh đã giúp cho một thế hệ và trong đó có chính tác giả là các nhà báo vượt qua mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, khẳng định chính mình. Và những bài học đó vẫn luôn có giá trị trong hiện thực, trong mọi thời đại. Và để cùng chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Ông là tác giả và đồng thời cũng chính là nhân vật trong tác phẩm, là một trong những đứa trẻ đã phải xa cha mẹ để đi sơ tán nhiều nơi để tránh bom đạn. Và cũng chính trong môi trường đó thì đã kết tinh nên những nhà báo như là nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và nhiều nhà báo khác. Xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào MC Phương Anh và xin chào các bạn. Thưa nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, có cha mẹ làm trong báo Nhân dân và sinh sống tại chính cơ quan, điều này đã ảnh hưởng như thế nào tới ông để ông có thể là lựa chọn nghề báo và trở thành một nhà báo có tên tuổi như bây giờ ạ? Đấy là một cái môi trường rất thuận lợi để giúp tôi sau này nuôi dưỡng cái ước mơ trở thành nhà báo. Và thật sự là không ai dạy ai, nhưng mà những cái điều đó nó thấm vào trong lòng mình và nó cho mình một sự quen biết, một sự gần gũi và cái tình cảm với nghề báo, đặc biệt là với những người làm báo Nhân dân. Thế cho nên là tôi mới cảm thấy đây là điều may mắn. Nó nuôi dưỡng cái ước mơ của tôi và theo tôi cho tới bây giờ. Khi đặt tên cho tác phẩm của mình là Chúng tôi một thời mũ rơm mũ cối thì ông mong muốn gửi gắm điều gì về câu chuyện liên quan tới cuộc sống của những đứa trẻ đã trưởng thành trong chiến tranh ạ? Khi mà tôi đặt cái tít là thời mũ rơm và mũ cối thì đấy là hai giai đoạn mà lứa tuổi tôi đều phải trải qua. Giai đoạn thiếu niên đi sơ tán, tất cả đều phải đội mũ rơm để tránh mảnh bom, mảnh đạn. Thế rồi từ đó cho đến khoảng 17-18 tuổi thì đổi từ mũ rơm sang mũ cối, tức là lớn lên là đi bộ đội hết. Một lớp người thanh niên của những cái giai đoạn đó đều trải qua hai giai đoạn. Ít ai mà không biết, tức là mũ rơm thời thiếu niên và mũ cối bộ đội thời thanh niên. Cho nên là tôi dùng cái tượng là chúng tôi một thời mũ rơm và mũ cối đó để nói về một giai đoạn rất quan trọng là thiếu niên và thanh niên, giai đoạn trưởng thành của một thanh niên miền Bắc lúc đó. Khi tôi chọn được cái tít này thì tôi nghĩ rằng nó cũng phản ánh được một giai đoạn của chính mình cũng như là của một thế hệ cùng thời với tôi. Những cậu bé cùng là con em của cán bộ phóng viên báo Nhân dân được đưa đi sơ tán 3 đợt từ năm 1965 đến năm 1973 để tránh bom đạn bắn phá thủ đô Hà Nội, gặp lại nhau mừng mừng tùi tùi, người còn người mất. Trong trại sơ tán báo Nhân dân, bọn trẻ cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với nhau. Xa cha mẹ người thân, những đứa trẻ khi ấy chỉ biết tự chăm sóc
và nương tựa vào nhau. Cái thời đó phải nói là nó bé như thế mà lại rất là vui vẻ và cảm thấy rằng cực kỳ thú vị. Đối với trẻ con bây giờ ấy là ai mà tưởng tượng được độ khoảng 4-5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi nuôi nhau trong một cái trại trẻ mà toàn trẻ con như vậy thôi. Cho nên tôi thấy là nghĩ rằng là trải qua cái việc đấy mình thấy rất kỳ diệu thật. Tôi ở trại trẻ và buổi đêm nhìn thấy các cái ánh chớp bom nó thả xuống Hà Nội và ánh chớp, và chúng tôi ôm nhau và khóc và nói rằng là bố mẹ mình đang ở đấy. Đấy là bố mẹ như mình, như là các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, bố mẹ mình ở cái tọa độ lửa như vậy và chúng mình ở sơ tán. Thì đấy là những cái hình ảnh chúng tôi không thể quên được. Bọn trẻ sơ tán tránh bom trong khi cha mẹ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ đưa tin bài hoặc tham gia đánh giặc ở những nơi tuyến đầu của cuộc chiến. Đứa may còn cha mẹ, đứa không may mồ côi như ông Điền Tâm đã mất cha khi cha tham gia kháng chiến. Bức thư cha gửi cho ông là những thông tin cuối cùng ông được biết về cha của mình. Đó là thời điểm ông vào lớp 1. Trong miền Nam ấy thì các chú giải phóng có rất nhiều súng to và bắn được rất nhiều giặc Mỹ. Rồi cũng hỏi tôi là thế đã nhìn thấy, đã chú Ánh với chú Châu là bắn rơi máy bay Mỹ chưa? Và cũng dặn dò tôi là nghe lời mẹ và yêu em. Đấy, thế xong rồi tôi cũng gửi lời, cũng gửi nụ hôn cho tôi và nói là bố rất yêu con. Đấy, thế là có cái bức thư mà bố tôi gửi cho tôi trước đầu tiên và cũng là cuối cùng trước khi hy sinh đấy. Ở nơi sơ tán, những đứa trẻ ngóng cha mẹ trong vùng nguy hiểm. Mỗi tiếng nổ đì đùng của đạn bom, chúng lo rằng mình sẽ mất cha, mất mẹ. Chiến tranh gian khổ một thời đã tôi luyện cho những chàng trai mạnh mẽ, bản lĩnh và có những đóng góp tích cực cho đất nước sau này. Xin được quay trở lại cuộc trò chuyện với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Thưa nhà báo, những đứa trẻ đã trưởng thành trong hoàn cảnh gian khó như ông đã chia sẻ thì đã học được những bài học gì để có thể phát triển bản thân mình sau này không ạ? Bài học đầu tiên là bài học về cuộc sống. Từ cái chỗ không biết gì, bắt đầu biết về nông thôn, biết về cây lúa, biết về môi trường ngoại thành và các tỉnh nó như thế nào. Thậm chí phân biệt được từ cây mạ, cây lúa nó ra làm sao, nó khác cây hành chỗ nào nữa. Chứ hồi ở thành phố không biết gì cả. Mà đi về nông thôn thì sợ từ con ngỗng, con chó, con trâu, chứ ở thành phố đâu có sợ cái gì. Thế rồi đi về nông thôn thì giúp bà con được cái gì, tôi cũng đi gặt lúa, cũng biết đi nhổ sắn. Rồi nói chung là mình biết sông núi ao hồ, biết phong cảnh, biết con người, biết nhiều lắm. Nhưng mà tự lập là cái được học nhiều nhất. Cái tự lập, cái bản lĩnh nó trong cuộc sống nó rèn luyện mình nhiều nhất. Không dựa vào cha mẹ nữa. Quay trở lại với môi trường sống của ông, đó chính là trong tòa soạn của Báo Nhân dân. Có thể nói rằng là Báo Nhân dân là một trong những cơ quan báo chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, người đã thường xuyên tới thăm, chỉ đạo và cả viết rất nhiều bài trên báo. Vậy thì điều này đã để lại ấn tượng với ông ra sao và có ảnh hưởng tới sự nghiệp làm nghề báo của ông cũng như là những đồng nghiệp của mình như thế nào ạ? Bác Hồ có nhiều cái bài báo mà tôi cứ nhớ mãi. Khi mà tôi giảng dạy thì tôi cũng lấy cái cuộc đời làm báo của Bác Hồ tôi dạy lại cho sinh viên. Bởi vì không cái bài học nào sinh động. Thí dụ như một cái lời đính chính. Bác Hồ có một lần viết sai con số, đánh sai dấu phẩy, tấn sang thành tạ. Nhưng mà Bác Hồ đề nghị đính chính bởi vì nếu không thì năng suất của cái sản lượng nó sẽ sai. Thí dụ 5 tấn thành 5 tạ lúa thì quá tệ. Thế chẳng hạn thế, nhưng mà tôi thấy là Bác Hồ rất là cẩn thận. Thế cái tinh thần cẩn thận đó nó phải thấm vào cái người làm báo. Chính xác, trung thực và luôn luôn tôn trọng bạn đọc. Thế thì quá hay rồi, mình cần học ở đâu nữa. Bác Hồ viết báo mà phải sử dụng nhiều bút danh. Là để đấu tranh chống thực dân Pháp thì phải dùng bút danh này. Nhưng mà viết cho thiếu nhi thì phải dùng bút danh này. Đấy, chẳng hạn những cái điều đó làm cho Bác làm trở thành cái nhà báo mà rất là giỏi trong nhiều cái thể loại khác nhau, đồng thời là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Bác Hồ từng là người trình bày báo, từng là người chụp ảnh, từng là họa sĩ cho báo, rồi từng đi in báo, từng làm phát hành báo, nghĩa là không một công việc gì về báo chí Bác không làm. Và chúng ta hiện nay thì có nhiều nhà báo không hề biết những công việc đó. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn,
những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh phải liên tục sơ tán, thiếu thốn đủ bề và sinh mạng thì luôn bị đe dọa. Thế nhưng cũng chính từ hoàn cảnh gian khó đó khiến cho chúng vững vàng, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, tiếp tục gánh vác sự nghiệp báo chí của cha ông để lại. Từ trại trẻ sơ tán báo Nhân dân đã kết tinh nên những nhà báo có tên tuổi như Huỳnh Dũng Nhân, Châu La Việt, Phạm Thanh Hà, Hoàng Tuấn Phong, Hà Hồng, công tác ở các vị trí lãnh đạo, phóng viên chuyên trách ở các báo Nhân dân, báo Thanh Niên hay là báo Phụ Nữ. Có cha là phóng viên báo Nhân dân, thừa hưởng tố chất của cha, nhà báo Hà Hồng tiếp tục theo nghề cha. Những năm tháng sinh sống tại báo Nhân dân, chứng kiến cha và bạn bè đồng nghiệp tác nghiệp dần đã hình thành trong ông niềm đam mê với nghề. Thế rồi sau đó ông trở thành phóng viên báo Nhân dân và sau này ở vị trí trưởng ban khoa giáo và trưởng ban bạn đọc. Chúng tôi là con em của báo Nhân dân và cống hiến với báo Nhân dân cả đời của mình. Nhưng thực ra là chúng tôi đẻ ở dưới gốc đa này, nên chúng tôi gắn bó với gốc đa từ hồi còn bé xíu. Như vậy là cả cuộc đời của chúng tôi là gắn với báo Nhân dân. Và cái tinh thần làm việc, cái tố chất của người phóng viên báo Nhân dân, báo Đảng đã ngấm vào chúng tôi lúc nào không biết. Và lúc đấy tôi quyết tâm trở thành nhà báo và phải học tập, rèn luyện để trở thành một người làm báo Đảng. Vừa là lính của anh thì là anh truyền lại rất là nhiều những cái kinh nghiệm. Vì là Mark là rất là sâu sắc, rất là có nghề, kể cả vì là báo nói chung và công tác bạn đọc nói riêng. Tôi học hỏi được nhiều từ anh, nhất là nghiệp vụ điều tra qua thư bạn đọc. Là anh rất sâu sắc và rất tỉ mỉ. Báo Nhân dân, nơi mà Bác Hồ thường tới thăm, chỉ đạo nội dung và viết nhiều bài. Nhà báo lớn nhất mà những đứa trẻ học được từ môi trường sống và làm việc, đó là tấm gương sáng về tâm sáng lòng trong của nhà báo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng là ngoài cái truyền thống của bố mẹ mình, bản thân mình phải cố gắng rất nhiều thì mới hoàn thành được cái nhiệm vụ là một phóng viên báo Đảng. Thế hệ sau là học được những tấm gương của thế hệ đi trước. Và mình cũng có những cái quyết tâm, có những cái ý chí vượt khó để mà làm sao mà vượt qua được nhiều trở ngại trong cuộc sống để mà vươn lên, để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Những đứa trẻ năm ấy, sau này một số đã trở thành những nhà báo có tên tuổi như nhà báo điều tra Huỳnh Dũng Nhân, tổng biên tập tạp chí Nghề Báo, nhà báo Hà Hồng, trưởng ban bạn đọc, nhà báo Điển Tâm, trưởng ban quốc tế, nhà báo Hồng Quân, trưởng phòng kỹ thuật, ban thư ký báo Nhân dân. Họ đã tích cực cống hiến cho sự nghiệp báo chí nước nhà. Vâng, thưa nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, ông có bổ sung gì về đóng góp của những nhà báo đã trưởng thành từ trại trẻ sơ tán báo Nhân dân cho sự nghiệp báo chí nước nhà không ạ? Sau này thì Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc, con của nhà báo Quang Đạt, cũng có nói một câu như này: tại sao con em báo Nhân dân đều thành đạt, đều sống tử tế, đều sống có lý tưởng và sống nghiêm túc theo một mục đích đã lựa chọn. Ông hỏi và ông tự trả lời. Đó chính là môi trường của báo Nhân dân đã tạo ra cho con em những cái nề nếp đó, những cái cách sống, cách cống hiến đó. Không biết giỏi đến đâu nhưng mà rõ ràng là cống hiến rất rất nhiều, rất tập trung, sống rất tử tế, rất đàng hoàng. Có lẽ câu của Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc cũng nói thay cho chúng tôi, cả một lớp con em báo Nhân dân đa số là thành công trong nghề nghiệp, dù có làm báo hay không, hay rất nhiều người sang các ngành giảng dạy y tế rồi là bác học rồi các cái giáo sư dạy cả ở bên nước ngoài, rồi sĩ quan quân đội, nhiều người là trí thức tên tuổi. Vậy thì thông qua tác phẩm Chúng tôi một thời mũ rơm mũ cối, ông mong muốn truyền tải thông điệp cũng như là chia sẻ điều gì tới độc giả của cuốn sách và khán giả của chương trình ngày hôm nay ạ? Trước hết thì tôi muốn là tạm gọi là người ghi lại một giai đoạn của thanh niên miền Bắc nói chung và thiếu niên thanh niên lớn lên trong khu báo Nhân dân. Thứ hai là nó nói luôn một câu chuyện của một thế hệ vừa đội mũ rơm đấy nhưng mà lại thay ngay bằng cái mũ cối để vào chiến trường. Thứ ba nữa là cái thông điệp của cái cuốn này là chúng ta nên biết tôn trọng truyền thống, biết giữ lại những ký ức đẹp, những câu chuyện của lịch sử để lại và những cái hồi ức về những tháng năm gian khó đã hun đúc mình như thế
để mình bước tới, mình cũng biết nhìn lại nhưng để bước tới, để đi xa hơn, đừng quên cái gì đã tạo ra cái cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, tới đây, thời lượng của chương trình Sách và Cuộc Sống cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.